Chào cả nhà nhé, em đang cho test chạy cái con robot hút bụi 780 này. Cái con này thì bên em bán cực nhiều rồi. Một cái mẫu máy rất là lành bền, chạy hút khỏe. Mẫu mã rất là đẹp, màu phối rất là đẹp. Cho nó hút thử nó nhé. Cái mẫu này thì hiện tại ở bên em đang bán là 3,1 triệu, bảo hành 3 tháng các bác. Để máy đi kèm một bộ sạc. Sạc đây các bác nhé. Để một bộ sạc này. Tặng kèm 2 chổi. Pin thay mới. Hiện tại bên em còn khoảng 3-4 con nữa. Các bác có nhu cầu mua thì em sẽ chọn được các bác nhé. Máy thì các bác có thêm tính năng là hẹn giờ tất cả các ngày trong tuần luôn nhé. Đấy. Hết pin ấn vào đốc sạc này, nút port để chạy các chế độ vòng quanh một chỗ này. Đây là hộp rác. Hút máy vào đây rồi nhé. Mặt sau. Model 780, hàng cho thị trường Nhật nhé. Pin trong này em thay mới rồi. Hai quả lô này cực bền luôn này. Tặng kèm 2 chổi. 2 bánh xe. Ngon lành, ok. Cảm biến chống rơi cầu thang này các bạn ơi. Con này em đánh số 2 đi cho nó dễ nhớ. Số 2 coi nhé. Tiếp theo lên con số 1 này. Máy này các bác yên tâm nhé, cái linh kiện bọn này thì nó rất là sẵn, không thiếu gì, cực nhiều đồ luôn. Để bụi bật. À, bọn này các bác nhé thì nó có thêm một cái cổng, sạc phụ đây này các bạn này. Ở cái sạc này của nó các bác rút ra là cắm trực tiếp vào được. Pin thì toàn bộ là bên em thay mới hết. Pin thay mới luôn. Máy có thể hẹn giờ được tất cả các ngày trong tuần nhé. Từ 2 chủ nhật và từ 5, 6, 7 được hết. Để có chỉnh giờ đi. Rồi nhưng mà bây giờ là 10:20 này. 10:20 AM nhé. 10 giờ này. Cho AM đi. Đấy. 20. Hôm nay là ngày thứ tư nhỉ? Thứ tư Wednesday, ok. Bây giờ các bác muốn hẹn mấy giờ chẳng hạn thì ví dụ em hẹn là thứ tư nhá. 10:22 đi thì nó sẽ chạy. À, nó chỉ cho hẹn chẵn là cho 10:30 thì nó chạy. À, thế thì là các bạn ấn ok là nó chạy thôi. Đây mình ấn lên này nó sẽ ra đấy. Giờ đấy còn bây giờ mình xóa đi thì các bạn ấn cho. Về khách nó ok là chạy nhé. Tại bên em vẫn còn đang còn khá là nhiều các cái mẫu robot. Ấn chế độ port này các bạn này, chạy vòng quanh một chỗ này. Đấy. Cái chế độ này là hút vòng quanh một chỗ khi mà vị trí đã bị bẩn nhiều. Đấy. Hai chiếc này trong clip này em bán là 3,1 triệu quá nhé. Bác nào nhu cầu và ủng hộ bên em nhé. Chào các bạn.